Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì gió biển đang có mặt tại biển xã Hải Đông, làng chài Xuân Hà. Và nơi đây thì là một điểm du lịch rất là hoang sơ và rất là tuyệt tại huyện Hải Hậu. Và hôm nay thì quý vị và các bạn có thể thấy được là ở phía đây thì trời hôm nay nó vẫn còn rất là mưa, nên là nó không có được có nhiều du khách. Nhưng mà quý vị và các bạn có thể thấy được là ở Hải Đông này thì biển rất là đẹp và bãi cát thì trải dài. Đó, mọi người thấy không ạ? Không gian rất là tuyệt vời. Và ở chỗ khu vực này thì mọi người có thể thấy được là chỗ này người ta làm một cái khung và cái khuôn ở trên này, để khi mà những cái ngày mùa hè người ta bán nước và ngồi ở đây ngắm biển rất là thú vị. Khi mà đi tới đây thì gió biển thấy được là thiên nhiên ban tặng cho xã Hải Đông một cái bãi biển sạch đẹp và bãi cát trải dài như thế này thì rất là tuyệt vời. Nhìn về hướng xa xa kia thì mọi người thấy được rằng là bãi cát ở đây sạch vô cùng và gió biển đi được rất là nhiều nơi, nhưng mà ở trong khu vực Hải Hậu thì ở đây là một cái điều rất là đặc biệt. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi ra tới đằng này để xem về cái khu vực biển Hải Đông sẽ như thế nào mọi người nhé. Hiện tại thì gió biển đang đi bộ đây, và các bác đi xe đạp các thứ rất thích ra đây để hóng biển. Và gió biển thấy được rằng là cái nơi đây thì là một cái điều rất là đặc biệt. Ở đây thì người ta đã cắm một số cái biển báo là khu vực cấm tắm nguy hiểm. Đó, và dưới kia thì bãi biển đẹp vô cùng luôn mọi người. Đây thì người ta đã cắm một số cái biển khu vực cấm tắm nguy hiểm, cấm tắm. Nhưng mà gió biển thấy rằng là bãi biển trải dài như thế này là một cái nơi rất là an toàn và rất là tuyệt vời. Ở đây thì người ta có ghi là khu vực nguy hiểm cấm tắm. Và kia cũng có một cái biển nữa. Bây giờ thì gió biển sẽ đi xuống dưới kia hỏi thăm mấy cô kia xem là cô làm cái gì. Đây thì có lẽ là một cái hệ thống đường ống nước để bơm từ ngoài biển vào. Rất là nhiều luôn mọi người. Đó, chỗ này thì có những cái cánh cửa luôn. Và biển hôm nay thì rất là dễ chịu, thoải mái. Đây, gió biển đang đi đứng trên này. Thấy không gian rất là tuyệt vời. À, bây giờ thì gió biển sẽ xuống dưới kia hỏi thăm cái cô dưới kia xem là cô cào cái gì mọi người nhé. Mấy chị em phụ nữ đang ở dưới kia. Đó, thì đây là cái khu vực biển Xuân Hà. Và kia là khu ẩm thực làng chài. Đó, khu ẩm thực làng chài ở kia. Thì đằng kia có những cái con thuyền. Đó. Ở đây thì nhà thờ Xuân Hà ở phía kia đang được xây mới. Và phía kia thì có một số cái nhà thờ ngày xưa ấy, thì gió biển thấy được là một cái di tích. Là một cái di tích mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ xuống đây để xem các chị các cô làm gì. Đường ở đây thì khá là gập ghềnh. Đây là những cái con hà hay là con gì mọi người? Chị cào con gì ấy chị? Hà. Cái này là cứ lấy ui à. Lấy ruột nó ấy à? Lấy ruột nó về xong rồi nấu canh hay như nào? Vậy là cũng ấy nhỉ, cũng được ấy nhỉ. Nấu canh cho cà chua. Chắc chỉ có người dân ở trên này biết rồi. Vất vả. Vất vả, nhưng mà cái này bán ở ngoài chợ được đúng không ạ? Ừ. Đó.
Ruột nó đặc phết nhỉ. Mình đừng cho tớ lên máy móc nha. Không, em quay ấy thôi. Quay xem ở bãi biển này có gì đặc biệt. Không có gì cả. Đó, chỉ cần con dao thôi phải không chị? Ngoài ở biển Hải Thịnh họ câu cái con gì có lúc câu nhiều lắm. Câu cái gì nhỉ? Gần như ở con gì ở chỗ bờ kè họ đưa miếng thịt xuống cả nhiều lắm. Con gì nhỉ, gần nhỉ? Con gì mà họ lấy câu ở bờ kè nhỉ? Hay con cùng cộng con cái? Ui họ câu trước em xem mà có đợt họ nhấc miếng thịt lên gần chục con. À, con các con cua con cùng cùng nó bám vào ấy nhỉ? Ở đây có đâu mà cầu. Đây không có mà ngoài kia nhiều. Đây họ chỉ đi lật đá họ bắt cua thôi. Con này là gọi hà, là con hà à chị? Con này thì bao nhiêu tiền một cân ạ? 100.000. Vậy thì cũng nhanh được 100.000 đấy Úi trời. chứ. Gỗ nâng này. Ủa lưng này ngồi một chỗ làm việc tự do, không cần không ai quản lý đúng không? Mình làm chủ. Mình cũng làm chủ. Sướng cái là thích đi lúc nào đi, về lúc nào về. Và ở đây người ta còn ra biển người ta cào cái gì nữa. Đâu? Ra Trước biển. trước trước thì họ cào con gì? Thiếu, không thiếu gì ta ngồi cò. Đúng rồi, ngoài biển kiếm kiếm ăn dễ hơn ở trong đất liền. Cua năm nay có giá nhỉ? Vừa đi nặng đồ về Vậy nhà. cái con này là bỏ vào nấu canh rau rau mồng tơi ạ? À? Qua tí nhá. Đấy. Những cái con mà Cái này nó nó chỉ muốn ưa mỗi rau mồng tơi nhỉ? những Mỗi cái rau mồng tơi với này ấy thôi, xào bí cà chua, xào rau bí. ừ, xào rau bí ngon. Vậy là chị cào được mấy tiếng rồi? Sớm đi không mình dùng 2 giờ cho mấy giờ đấy, 2 giờ. 3 4 giờ chưa? Vâng. Bây giờ mấy giờ? Bây giờ chắc 4 giờ, hơn 4 giờ. Nếu lâu không ra đây xem biển Hải Đông tí. Em Hải Sơn. Em hay thỉnh thoảng quay mấy cái công trình ở Nam Định. Mình đi từ lúc mấy giờ rồi? Vậy từ giờ đến tối kiếm 100.000 chị nhỉ? Hơn này. Ô, các chị làm nhá, em đi đây. Không bán à chị? Đó, thưa các bạn là vừa xong thì mình vừa xem các chị để đi bắt những cái con hà một cách rất là đặc biệt và chỉ với dụng cụ một cái dao thôi mọi người. Đây thì hiện tại thì gió biển đang ở một cái bãi cát rất là dài và rộng và hôm nay thì gió biển đi tới đây để chia sẻ đến mọi người về khu vực biển Hải Đông bây giờ nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì gió biển thấy được rằng là biển Hải Đông nó đang có những cái ưu thế và cái sự hoang sơ nó đang tốt hơn Hải Lý rồi mọi người. Hải Lý được cái khu vực nhà thờ đổ thôi, còn ở Hải Đông này anh em nào muốn trải nghiệm một cái vùng đất, một cái khu vực biển hoang sơ, bãi biển đẹp như thế này thì anh em tới đây nhá. Và kia thì mọc lên một số cái ngôi nhà thờ mới tại đây và các bạn có thể thấy được rằng là ở khu vực sát biển này người ta theo đạo rất là nhiều và những người giáo dân ở đây khá là chân chất, hiền lành. Và người con của Hải Hậu cũng thế thôi mọi người ơi. Bây giờ thì gió biển lại đi ra đoạn đằng kia xem là các chị đằng kia bắt cái gì nhá. Cái điều đặc biệt mà hôm nay thời tiết rất là đẹp.
đi ra ngoài biển Hải Đông một chút để chia sẻ đến tất cả mọi người những cái hình ảnh về quê hương Hải Hậu và cái bãi biển. Từ đây ra tới ngoài kia, xa xa ngoài kia, cực kỳ đẹp, rất là tuyệt vời. Khi mà mọi người tới đây, nó có những cái dạng phi lao, những cái rừng phi lao mà ở biển Hải Lý không hề có. Không hề có nha mọi người. Đằng kia mình sẽ tới đằng kia để xem rằng là các chị đằng kia có phải bắt hà nữa không. Tí nữa thì có lẽ là ở phía đằng kia có một số cái con thuyền, có một số cái điều đặc biệt ở đằng kia nữa. Đó. Chắc có lẽ ở đằng kia người ta cũng bắt hà mọi người ạ. Đặc biệt ở đây thì mình thấy rằng là bởi vì ở biển Hải Đông nó không nhiều quán xá như ở biển của Hải Lý nên du khách tới đây ít hơn. Nhưng cái điều đặc biệt ở đây đó chính là thiên nhiên ban tặng một cái bãi cát rất là đẹp. Và đường xá ở đây thì quý vị các bạn có thể thấy là trên khu vực đường bộ ven biển đằng này thì đã rất là đẹp rồi. Hôm nay thì biển khá là đục mọi người. Ở ngoài kia vẫn là các cô các chị đang tiếp tục bắt những cái con hà và vừa xong thì gió biển vừa quay đây. Thời tiết rất là đẹp. Và thời gian vừa rồi thì mưa quá nhiều nên gió biển không quay được nhiều những cái hình ảnh trên cao. Đó, thời tiết đang mưa và phía ngoài kia thì có một số cái con tàu đánh cá của ngư dân. Một số con tàu đánh cá của ngư dân ở phía này và đằng kia thì có cái con đê dốc trải dài. Chúng ta sẽ tiếp tục lên trên kia để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Vào những thời điểm gió mát thì ở đây vào buổi tối cuối tuần mọi người tới đây thưởng thức ẩm thực làng chài thì rất tuyệt vời. Và video clip này ở biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.